hôm nay mình sẽ ăn xoài chấm với muối, nhưng mà cái xoài cái muối này nó rất là cay. Mình sẽ lên chấm một ít thôi. Đây mình cầm quả xoài đây nhá. Chấm vừa ăn. Cay đó. Cây muối này. Dưới gầm bàn. Đây. Dưới gầm bàn chỗ cái cửa sách ấy. Đây. Đây. Đấy. Nó cây muối này nó rất là cay. Đỏ ấy. Đấy, đỏ. Cay á. Đây, mẹ thử chấm một ít đi. Mẹ của mình đã thử, nhưng mà mẹ thử diễn tả ăn cái muối này xem ạ. Chua và cay mà bạn ấy ăn rất giỏi. Đây nhá, nhá. Bây giờ mình sẽ chấm dầu á. Nhá. Đây. Chào chú Kiên đi. Chào chú Kiên. Chào chú Kiên nha. Chú có ăn xoài với Nhật? Chú có ăn xoài không? Này, xoài ngon. Nhưng mà cái muối tại vì nó rất là cay nhé. Hiện giờ cháu đang ở nhà nhá. Mọi người ấy mình đang định chấm cháu đang định chấm muối nhá. Này, chấm muối ạ. Nhưng mà không phải muối đâu, đây là ớt nhá. Ớt cho chị đổ vào đây, nhưng mà mẹ không cho. Thì là ấy đổ một ít muối vào thôi. Rồi cái xoài chấm vào. Cay. Cay xìa nữa. Cay quá. Thank you.